Rồi, nghe xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Chào mừng mọi người đã đến với video ngắn nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch của nhé. Như vậy là chúng ta khép lại phiên giao dịch tiếp theo của tuần này là thứ ba ngày 13 tháng 8. Lời nói đầu tiên thì gửi lời chúc đến tất cả các anh chị mọi người có một khoảng thời gian theo dõi video này hiệu quả. Và hy vọng những cái chia sẻ của Nghĩa nó mang lại được cho anh chị nhà đầu tư của mình những giá trị trên hoạt động đầu tư trên thị trường của mình. Rồi, thì cái tiêu đề ngày hôm nay Nghĩa đang để với một cái tiêu đề rất là cô động. Đó là nhà đầu tư sẽ đua mua cổ phiếu. Thì sẽ lý giải cho cái điều này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau đi vào chi tiết của video ngày hôm nay ha. Trước tiên thì mình sẽ cũng tản mạn qua một tí về các cái chỉ số ở bên ngoài. Thì chúng ta sẽ bắn nhìn với nhau về tình hình của Dow Jones. Anh chị, thì anh chị thấy là Dow Jones ngày tối hôm thứ hai bắt đầu có một phiên giảm điểm nhẹ nhàng. Thì như mình có chia sẻ và phân tích với anh chị, thì Dow Jones cơ bản sẽ đi ngang cho đến tối thứ tư, chờ đợi cái chỉ số lạm phát CPI của Mỹ công bố, và đó sẽ ảnh hưởng qua thị trường của chúng ta vào phiên thứ năm, tập phiên đáo hạn phái sinh. Nên cơ bản ở thời điểm hiện tại thì không có gì để chúng ta bàn về Dow Jones hay là các thông tin bên ngoài cả. Đó. Cho nên chúng ta sẽ không nói quá nhiều về điều này và chúng ta sẽ quay ngược trở lại của video ngày hôm nay. Đó là nói về thị trường. Thì nói về thị trường thì trước tiên chúng ta sẽ nói về hai thái cực về mặt thông tin trước. Thông tin thì ngày hôm nay là một cái thông tin không tốt cho nhóm ngành điện, một thông tin không tốt cho nhóm ngành điện. Khi cái nhóm ngành điện đón nhận cái thông tin là sẽ có thanh tra 32 doanh nghiệp về các cái dự án điện, trong đó thì có 4 doanh nghiệp sẽ là liên quan và ở trên thị trường của mình. Một đó là Trung Nam thì sẽ ảnh hưởng một mặt gián tiếp đến VND, VN Direct. Cái câu chuyện này thì thật sự là tới thời điểm hiện tại thì VN Direct đã không còn liên quan tới Trung Nam. Nhưng trên thị trường của mình thì anh chị hình dung đó là thông tin nó có trắng có đen và nó lan tràn. Thành ra thì không có phải tất cả đều có thể nắm được là việc là Trung Nam và VN Direct không còn liên quan với nhau. Cho nên nó sẽ có sự ảnh hưởng và chúng ta thấy VN Direct ngày hôm nay cũng giảm điểm, đúng không? Đấy. Đó, rồi chúng ta có gì nữa? Chúng ta có GEG, chúng ta có FCN, chúng ta có RE, là các cái cổ phiếu và là các cái doanh nghiệp liên quan trên thị trường ảnh hưởng đánh vào. Đó là điều mà chúng ta đang thấy. Và phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái điều này nó làm cho nhóm ngành điện giảm điểm và thậm chí GEG đang nằm sàn. Và cái thông tin này thì gọi là có ảnh hưởng tới thị trường hay không thì nghĩ cho rằng nó là không, nó chỉ ảnh hưởng tới nhóm ngành điện thôi. Và nó sẽ có một cái sự khó khăn nhất định. Cũng có một số anh chị nhà tôi mọi người đang rất muốn vào mua bắt các cổ phiếu của nhóm ngành điện. Đó, thì câu trả lời đó là mình khuyến nghị không nên. Tại vì lúc dông, lúc bão anh chị nhà tôi mình, mọi người cứ đi, mọi người cứ vào thì nó hơi phiêu, đúng không chị? Cho nên tốt nhất là chúng ta né ra. Và trên thị trường của mình thì nó có nhiều cơ hội khác để anh chị chọn. Ở đó nói về thông tin đầu ngoài. Còn nếu như nói về cái sự tích cực của phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái nhóm ngành đang có vẻ như chiếm được cái điểm sáng, đó là nhóm bất động sản. Bất động sản phiên giao dịch ngày hôm nay đang có một cái phiên tăng điểm khá tốt, một phiên khá là ổn định cho nhà đầu tư để mọi người có thể thấy. Đó là cái điều. Và bất động sản đang có được một sự ổn định sau cái tin không tốt ở cuối tuần từ phía DG, thì có thể thấy được đã bắt đầu có cái cơ hội tạo ra một cái điểm dừng. Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ chưa thể nói lên được là việc bất động sản ở đây có phải thể tạo đáy hay không. Bởi vì mọi người thấy là nhóm bất động sản nó cũng có nhiều lần rồi chứ không phải là một lần. Không phải là một lần mà nhóm ngành này tạo đáy. Mà nó có rất nhiều lần rồi và câu chuyện là bất động sản có thể tạo đáy được, nó còn thời gian để xác nhận. Đó là việc chúng ta thấy.
Còn quay về với thị trường chung của chúng ta thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay, điểm số thị trường nếu dùng một cái từ chính xác được gọi là đóng cửa quanh tham chiếu, đúng không? À, đóng cửa quanh tham chiếu à, đó là chuyện của thị trường. Vậy gì đó là góc nhìn của thị trường. Mỗi câu chuyện của thị trường ngày hôm nay nếu như dùng một từ chính xác đó là một cái sự rung lắc. Nhưng mà cái sự rung lắc này nó đang trả về một kết quả sẽ tạo cho chị nhà tôi một cái sự hưng phấn. Tại vì chúng ta thấy là cái phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ số VN-Index đấy chúng ta đang đóng cửa trong sắc xanh. VN30 thì giảm nhẹ, 43 chỉ số kia giảm nhẹ, nhưng quan trọng là chỉ số giảm điểm mà trong phiên và kéo điểm trong sắc xanh. Thì khi cái việc thì được là kéo điểm trong sắc xanh như vậy á, thì nhà đầu tư lại vẫn giữ một cái tinh thần lạc quan, vẫn giữ một cái tinh thần ổn định, vẫn giữ một cái tinh thần tích cực và cho rằng thị trường lúc này không thể giảm được. Thị trường nó chỉ rung lắc rồi sẽ đi lên chứ không thể giảm hơn được nữa. Đó là cái tâm lý sau phiên giao dịch ngày hôm nay đang thể hiện. Đó, người đang thấy được điều đó. Và cái ngày hôm qua thì chúng ta đề cập với nhau về cái câu chuyện là FTD. Cái phiên bùng nổ theo đà. Cái phiên giao dịch ngày hôm nay về thế thị trường nó không diễn ra, nhưng cái phiên giao dịch ngày mai nó vẫn còn cái khả năng sẽ diễn ra. Mà nếu như cái phiên FT ngày mai mà thị trường tăng mạnh, cái không cần tăng 15 20 điểm, 5 điểm thôi, và nghĩa chia sẻ với chị trên thị trường mình sẽ có một số lượng lớn nhà tư nhảy vào đua cổ phiếu, mua cổ phiếu, tại vì thị trường bùng nổ rồi, bùng nổ rồi. Thị trường ngày mai nó rung như vậy là nó đã rũ bỏ rồi, tết khung rồi, ok rồi, vào đi, móc đi. Là ngày mai chị mà nhảy vào thị trường kéo một cái sẽ có một khối lượng chị nhảy vào. Tuy nhiên bây giờ người sẽ bóc với anh chị, mọi người sẽ đi sâu vào, mọi người sẽ xem thử là thị trường mà thật sự có đủ khỏe để vấn đề điều đó hay không. Cái việc thứ nhất chúng ta sẽ để ý với nhau đó là câu chuyện về mặt thanh khoản. Thanh khoản của ngày hôm nay thì VN30 chúng ta vẫn đang chiếm 50% tỷ trọng. Đúng không? À, 50% vẫn chiếm tỷ trọng cổ phiếu. À, xin lỗi chị, tỷ trọng thanh khoản của toàn HOSE. HOSE hơn 500 cổ phiếu, còn VN30 là hơn 30 cổ phiếu. Đó. Thì nhà đầu tư, mọi người có thể thấy được một việc là tiền đang cô đặt rất nhiều ở trong gì gì trong VN30. Thế thì theo anh chị rằng ngày hôm nay có phải take khung không? Câu trả lời là không. Đúng không anh chị? Tại vì một cái phiên mà thanh khoản vẫn đang cô đặt ở trong VN30 thì 6.000 tỷ còn lại nó chia gần 500 cổ phiếu trên HOSE. Thì theo anh chị đâu là người mua, đâu là người bán? Cá nhân tự giao dịch với nhau là chính. Cá nhân tự giao dịch với nhau là chính, còn gần như đoạn này tạo lập lái cá mập người ta sẽ đứng ngoài, người ta không không gom gì, người ta không nhặt ở trong cái phiên kiểu như thế này, mà để nhà tư tự trade với nhau là chính, tự mua với nhau là chính. Còn dòng tiền á, cô đặc nó nằm ở trong chính VN30 để nó điều tiết chỉ số giảm để tạo ra những cái sự rung lắc. Mọi người thấy là thị trường cái thời điểm mà giảm ở đâu đó khoảng cỡ trong phiên giảm cỡ 6 điểm, giảm cỡ 6 điểm 7 điểm là cổ phiếu trên thị trường lại giảm 3-4% trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nói vậy 3-4% trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Khi thị trường rút chân quay trở lại khéo là cổ phiếu hồi lên được và hiện tại mức giảm trung bình và các cổ phiếu ở trên thị trường sẽ rơi vào đâu đó quanh 1-2%. Quanh 1-2% đó là mức giảm trung bình ở thời điểm hiện tại. Đó. Thì cái việc này vậy nó thể hiện một điều đó là nhà đầu tư trên thị trường người ta vẫn đang rất là yếu. Là rất dao động về tâm lý. Có nghĩa là khi thị trường xanh thì mọi thứ trở nên tuyệt vời. Mọi thứ trở nên tích cực, mọi thứ trở nên hưng phấn. Và nhà đầu tư thì sao chị? Ok. Khi thị trường giảm thì ngay lập tức mọi người sẽ sợ là thị trường sẽ sập. Sợ thị trường sẽ gãy. Sợ thị trường sẽ nát. Và khi đó là sao? Lại bán cổ phiếu ra. Đương nhiên là thị trường nó cho chưa tạo ra một cái sự hoảng loạn để bán tháo bán thống. Mà thị trường nó chỉ tạo ra một cái áp lực vì tâm lý. Thì nhà tư bán, anh A bán 1.000, anh B bán 1.000, anh C bán 1.000. Và cổ phiếu nó trượt giá nhẹ nhẹ. Cho nên vì sao điểm số thị trường chúng ta giảm lúc ở trong phiên chiều mọi người thấy điểm số thị trường giảm cỡ 7 điểm, 8 điểm. Là mọi người đã thấy thị trường cổ phiếu đã giảm 3-4% rồi. Đó. Nhưng mà
cái việc thị trường quay trở lại kéo điểm cổ phiếu cũng rút chân được giúp ích, thì nó lại tạo ra một cái góc nhìn, đó là những nhà đầu tư lại quay trở lại cái câu chuyện đó là ô thị trường này chắc là rung để đi lên, cái thị trường này không giảm được đâu đấy, mọi người sẽ có những cái suy nghĩ như vậy. Và nếu như cái suy nghĩ như vậy như vậy thì thị trường nó sẽ trở nên hay ho hơn rất nhiều. Cái sự hay ho này sẽ để ở trong ngặt ngặt kép anh chị ha, tại vì chắc chắn thị trường nó phải có cảm xúc thì thị trường mới hay, còn thị trường mà nó cứ từ từ nó đi ngang như thế này hoặc là một chiều thế này một chiều như thế này thì nó hơi ảm đạm, thị trường nó phải có cái cảm xúc chút ít đó. Và chúng ta cũng có nói chuyện với nhau là cái phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị, nếu mọi người nhìn cái điểm thấp nhất của thị trường đó là về vào 1223 thì cái cập nhật của nghĩa cho khách hàng của mình ở trong buổi trưa anh chị đánh giá một cái là mọi người nói đến hết phiên giao dịch buổi sáng, điều mà nhà đầu tư nói về phiên giao dịch ngày hôm qua thị trường sẽ có phiên bùng nổ đến lúc này khả năng sẽ là không, có nghĩa là phiên giao dịch ngày hôm nay chắc chắn sẽ không phải là phiên bùng nổ gì nè, buổi sáng là không có rồi. Thị trường hiện tại chỉ gọi là sự rung lắc nhẹ, giảm điểm nhẹ nhàng, chưa có điều gì để tạo ra sự lo sợ với nhà đầu tư chung ở trên thị trường. Cụ thể hóa thanh khoản giao dịch thấp đó, thanh khoản thấp thể hiện là gì? Nhà tư người ta không sợ, người ta chỉ yếu về mặt tâm lý, chỉ bị dao động về mặt tâm lý, nhưng để ra cái quyết định hoảng sợ mà dẫn tới câu chuyện bán là không, không có chuyện bán tháo ở đây gì à. Cái sự hưng phấn này đã ngay lập tức giảm mạnh ở trong sáng ngày hôm nay khi thị trường hạ nhiệt. Việc này làm cho thị trường chúng ta khó diễn ra một diễn biến phô mô lớn sau cái diễn biến sáng ngày hôm nay và phiên giao dịch ngày hôm nay không có buổi chiều này. Thị trường hiện tại vẫn tập trung vào dòng tiền tại VN30 và khả năng cao việc này sẽ phục vụ cho đáo hạn phát sinh vào ngày 15 tháng 8 tới, tức là thứ năm. Phiên chiều thị trường sẽ giảm nhẹ thêm về vùng 1221, xong khả năng thủng sẽ chưa có, thay vào đó sau 2 giờ thị trường sẽ dễ kéo điểm hồi trở lại để tạo tâm lý hưng phấn yên tâm với nhà đầu tư, và phiên mai tiếp tục tăng điểm để tạo sự FOMO đồng thời phục vụ cho đáo hạn phát sinh. Cái kịch bản thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nhưng đánh giá chiều nay khả năng ít xảy ra, đó là thị trường thủng 1221 và đạp nhanh về 1210, mở ra nhịp giảm để tạo đáy hai đó. Mọi người thấy cái đánh giá của Nghĩa cho buổi trưa để nói là ngày hôm nay chiều ngày hôm nay thị trường nó sẽ kéo, nó sẽ giảm nhẹ về vùng 1221 thì thị trường về thấp nhất là 1223, chênh lệch hơn điểm như vậy, 1223 cái này quanh 2 điểm đó, như vậy là cũng sát rồi. Và mọi người thấy sau 2 giờ thị trường kéo, và việc thị trường kéo quay trở lại như thế này đó là thị trường sẽ thấy một việc, đó là sự hưng phấn nhà đầu tư đã bắt đầu có, nhà đầu tư bắt đầu có vậy á, bắt đầu một ngày mai chỉ cần mà thị trường tăng điểm, với chỉ đang tăng 5 điểm thôi là người người nhà nhà sẽ nhảy vào đua cổ phiếu, ok mua đi thị trường sẽ bùng nổ đó. Và cái chuyện mua vào gì thì làm sao thì nó sẽ đẩy giá lên, chứ có thể ngày mai thị trường thậm chí sẽ là một phiên tăng điểm mạnh 10 điểm, thậm chí 15 điểm một lần nữa, 10-15 điểm một lần nữa thị trường lên thẳng vùng 1244, 1245 luôn vẫn có thể. Và vậy gì? Và nhà đầu tư sẽ bùng nổ theo đà FTD các thứ. Trong ngày mai mọi người sẽ chứng kiến điều đó. Cái khả năng rất cao cái cách đánh kéo điểm này ở thị trường sẽ có. Đó, thì với góc nhìn của Nghĩa anh chị thì thị trường nó không ổn ha. Tại vì thanh khoản của chúng ta đang chỉ là thanh khoản điều phối của tạo lập. Còn cổ phiếu nhà đầu tư cá nhân đang tự chơi với nhau, tự trade với nhau. Cái thứ hai á, là vì tâm lý của nhà đầu tư đang yếu, có nghĩa là rất dễ sẽ bị chi phối. Đó, và có nghĩa là cuộc diện thị trường nó sẽ không bền. Bây giờ, cái việc thứ hai là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai đó là nguyên nhiên cái cách mà thị trường đang đánh nó rất là loạn. Ví dụ như mọi nhìn vào trong ATC, thì anh chị sẽ thấy Vietcom kéo điểm lên 3,6%. Cái phiên bây giờ là còn 1,9%, nhưng có thời điểm đó vậy vào ATC một người 2:43 này thì anh chị sẽ thấy vậy phái sinh nó lại đạp 7 điểm từ 1269 đạp 6 điểm từ 1269 đạp về 1263 đạp 6 điểm. Mọi người thấy là kéo cuối phiên là trả lại cho Vietcom đây rồi, anh Vietcom đâu rồi, cuối phiên trả lại cho Vietcom là tăng 1,9%, và phát sinh thì sao chị, phát sinh là 1,1267 không phải là 1,263 nữa.
Coi như là ngày hôm nay cái việc mà tiền từ chiều ngày hôm qua đã hướng về VN30 thì nó đã bắt đầu nén dòng tiền đấy, đã bắt đầu nén dòng tiền đấy, cái việc điều phối để phục vụ cho đáo hạn. Cho nên cái việc này anh chị nhà đầu tư mọi người mà thấy thị trường hay hầu như nó phục vụ cho đáo hạn cho nó nhiều anh chị, nó nhiều á. Nếu như mà chúng ta đang có một cái sự lạc quan quá lúc này mà nhà đầu tư cho rằng là hay là thị trường cho rằng là thị trường sẽ có một đáy và đi lên tăng là chữ V các thứ anh chị, đó đó là gì, đó là cái sự lạc quan quá. Còn thị trường này mọi người thấy chỉ cần có một cái động thái nhỏ thôi là thị trường nó đã yếu đi trong hẳn, thì thị trường nó không thể xong ngay được. Bây giờ đó là cái đánh giá về kết quả. Ok rồi, bây giờ đi vào góc nhìn kỹ thuật. Cái video ngày hôm nay thì Nghĩa sẽ xin phép Nghĩa phân tích nó ngắn gọn và cô đọng về thị trường thôi, vì sau video này Nghĩa sẽ tham gia một cuộc họp cho nên Nghĩa tranh thủ Nghĩa làm nhanh cái gì nó cụ thể nhất chia sẻ đến anh chị. Thì trong cái video này thì mọi người sẽ thấy là trong góc nhìn kỹ thuật thì mọi người sẽ thấy ở phiên giao dịch ngày hôm nay về VN Index như vậy, cho một cái nến rút chân xanh, một cái nến rút chân xanh, và mới một cái nến rút chân xanh nữa anh chị, thì thể hiện cho việc đó là có vẻ như cầu đã vào, thị trường không thể giảm được nữa, và như vậy thì rất dễ ngày mai thị trường nó sẽ kéo điểm. Và anh chị thấy là buổi sáng cái tượng đỏ là sự hưng phấn này nó tuột xuống, nhưng bây giờ thì sự hưng phấn nó vẫn duy trì ở mức cao, thì ngày mai thị trường hoàn toàn sẽ có thể cái khả năng là đánh mạnh để tạo cho nhà đầu tư một cái tâm lý FOMO cực đại, nhảy vào cuộc chơi và đua cổ phiếu bằng việc ngày mai sẽ kéo thấp và sự hưng phấn nó lại lên. Mà nếu như mà thị trường đánh theo kiểu này là lại có một khối anh chị nhà đầu tư chết cái nhịp này, chết ngay cái nhịp này đó, sẽ có một khối anh chị nhà đầu tư chết ngay cái nhịp này đó. Đó là điều mà mình có thể thấy ở thời điểm hiện tại. Nhưng thật sự nếu như mà thị trường mà ngày mai cố tình đánh như vậy thì nó có hai việc: việc thứ nhất là phục vụ cho đáo hạn, việc thứ hai đó là cho nhà đầu tư FOMO, y như cái góc nhìn này luôn. Đó anh chị, tạo tâm lý hưng phấn ngày mai tiếp tục tăng, tạo sự FOMO, và thứ hai phục vụ cho đáo hạn. Cho nên ngày mai chị nhà đầu tư hết sức thận trọng nha. Và nếu như cái tiêu đề là chắc chắn nhà đầu tư sẽ đua mua cổ phiếu á, thì ở đây anh chị nào đang xem cái video này, mọi người cứ đứng ngoài, nếu chị nhà đầu tư không bắt không nhặt cổ phiếu được thì đứng ngoài, chứ chớ mà nhảy vào đua phiên giao dịch ngày mai chị. Ngày mai chị nhảy vào đua là cực kỳ rủi ro, cực kỳ nguy hiểm ha. Em không biết ngày mai, chắc chắn nếu ngày mai tăng cái sẽ là có FTD rồi, FTD rồi bùng nổ theo đà rồi, nhưng mà cái sự trả giá nó sẽ khá đắt sau cái phiên giao dịch ngày mai nếu như nhà đầu tư đua vào. Thị trường rất biết cách để tạo ra những cái sự hưng phấn, nó mồi chài tâm lý của nhà đầu tư, và chắc chắn ngày hôm nay thì cũng có một số anh chị nhà đầu tư ở cuối phiên sẽ từ trạng thái tiêu cực chuyển sang trạng thái tích cực, nghĩa là những nhà đầu tư chờ đợi chờ đợi mà chiều ngày hôm nay thị trường rung lắc anh chị không mua được thì sao anh chị, thì nhà đầu tư sẽ ngày mai sẽ dễ bị dao động và cuốn vào nữa đó. Cho nên thị trường đang rất biết cách điều phối, nhưng mọi người thấy cái cản chúng ta đang rất mạnh nha, 1234, 1236, 1244, 1245 ở đây này, cản rất mạnh, một vùng rất cả, và sự hưng phấn ngày mai tăng cái rồi nó lên chốt vốt quá anh chị, mà cặn theo đáo hạn nữa là mọi người hết sức phải thận trọng. Đó là cái chuyện ở trên thị trường ha, chuyện ở trên thị trường. Đó là điều mà mọi người đang thấy. Còn cái kịch bản mà thị trường đánh như thế này thì Nghĩa chưa thấy ngày mai thị trường giảm ha. Ngày mai Nghĩa không thấy cái cửa thị trường giảm, mà Nghĩa đang thấy cái cửa ngày mai thị trường chúng ta sẽ tăng mạnh. Đương nhiên thị trường giảm ngày mai thì nó có chuyện quá ư là bình thường, vì đến cản rồi bắt buộc phải giảm, và đương nhiên giảm thì tạo đáy hay. Tuy nhiên nếu đã đánh cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì tạo lập người ta sẽ phải làm cho một cái việc trót lột, đó là người ta phải kéo thêm một cái lượng tiền nhảy vào nữa để người ta làm gì, người ta phân phối, người ta ra hàng, ra hàng xong người ta lại gom đó cái gì. Mọi người sẽ thấy những cái phiên, ví dụ như cái phiên này này, đến phiên thứ sáu nó mới xác nhận cái phiên này chính là cái phiên gom đó, tức là thị trường đạp tạo ra những cái sự hoảng loạn cao độ, thì có một khối lượng giao dịch lớn, có nghĩa là nhà đầu tư người ta bán ra lớn,
Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc là tạo lập người ta là gom hàng. Đó, người ta gom hàng. Thế thì theo anh chị bây giờ khi người ta gom đoạn này, người ta đưa cho cổ phiếu bắt đầu hồi được, thì người ta tiếp tục kéo lên cho anh chị bán nè. Đúng không chị? Tại sao? Đã là lái, đã là tạo lập thì người ta cũng phải muốn kiếm tiền. Người ta cũng muốn kiếm tiền ở trên thị trường. Đơn giản thôi, giống như chúng ta đầu tư. Đúng không anh chị? Cho nên mọi người sẽ hết sức là chú ý thị trường ở trong phiên giao dịch ngày mai nha. À, cái sự dây dưa nó còn dai dẳng anh chị. À, dây dưa nó còn dai dẳng. Thậm chí ngày mai là tăng điểm cái ngày thứ năm đáo hạn phát sinh tăng điểm nữa. Đó. Nhưng mà tăng quanh tới 1245 chứ không vượt 1245. Mình sẽ thấy có thể thậm chí ngày mai ngày mốt cho tăng điểm nữa để cái hưng phấn này nó còn hơn cả cái giá trị 75 lên tận vùng giá là 79.3 lên tận đó luôn anh chị. Nghĩa là có sự hưng phấn tột độ là khi đó mới mệt hả. Cho nên anh chị nhau từ nào mọi người không mua cổ phiếu được trong cái nhịp hồi này thì mọi người cứ đứng ngoài, nhưng anh chị nhà tư nào đang cầm cổ phiếu anh chị mà thị trường có kéo là lúc anh chị nên bán ha, thì cứ kéo là anh chị nên bán hạ, đúng không? Đó ở ra vậy, đó là điều mà anh chị nhà tư mọi người phải hình dung. Ok. Đó là chuyện của anh chị. Mọi người càng phải anh vô thị trường nó không dễ như vậy. Đấy nha. Rồi, đó là cái câu chuyện của mình. Còn kế hoạch thì nghĩ vừa chia sẻ rồi. Hy vọng là anh chị nhiều thứ mọi người sẽ theo dõi kỹ. Còn nếu như nói về cổ phiếu Nhật á, thì mọi người sẽ thấy ngày hôm nay nó có được hai cổ phiếu mọi người có thể nhặt được. Đó là Hòa Phát HPG và Masan. Đó là hai cổ phiếu mọi người có thể nhặt. Đó. Thì hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu mình cho hệ thống khách hàng mình đi rải ra để nhặt và mình vẫn đợi và thấy việc đợi rồi nó sẽ về chứ nó có chạy đi đâu đâu. Đây vậy này. Ngày 8 tháng 8 mà Hòa Phát chờ mua ở 25.5 25.2 đến 25.5 chốt lại 32 các lỗ 24.5 mà sâu lại cho anh chị luôn. Cổ phiếu bắt dài hạn này. Dạ 4 ngày trước là thứ sáu này, hôm qua Hòa Phát đã về thấp nhất 25.5 sát vùng chờ mua của chúng ta. Sáng ngày hôm nay rồi rồi và sáng ngày hôm nay thì Hòa Phát gì thế là về tới 25.2 25.3 nó về tới 25.45. Tại sao gì phải đua cái gì, tại sao mọi người phải vội? Ngày 8 tháng 8 người đưa cổ phiếu nó giảm cái này là người đưa cái này là chờ vậy, chờ Hòa Phát về 252 253 vậy chờ rồi nó cũng sẽ về, nó có chạy đâu đâu. Ngày hôm nay vấn đề là về tới 252 anh chị có dám mua không, về thì đường anh chị có dám mua hay không, đó là vấn đề anh chị. Về thì anh chị có dám mua hay không, đó là vấn đề. Hay là mọi người thấy giảm mọi người sẽ sợ mà xanh mọi người lại muốn đua. Cho nên với nghĩa thì việc đầu tư nó cứ từ từ chứ không có gì phải vội vàng ha, cứ từ từ rồi. Masan là Masan ngày 8 tháng 8 Masan canh test lại 73.5 đến 74 vậy không. Masan đang test lại vẫn canh chờ đi mua, nó không thích đó. Đến ngày hôm nay chính thức Masan về tới vùng khớp chờ đó là 74 cái gì, sao phải đua cái gì. Ngày 8 tháng 8 rồi, 8 tháng 8 đây cả nhà, đó không có gì phải đua hết, cái gì đợi test trở lại mua gì thế. Mà sang về thấp nhất là ngày hôm nay là bao nhiêu, 73.8 mình cho chừng mua 73.5 74 khớp buổi sáng là về tới rồi, là buổi đầu buổi chiều là khớp đó, cứ từ từ mà đi nhặt nha. Cho nên thị trường downtrend, thị trường nghĩ nhắc lại thị trường vẫn còn downtrend thì không việc gì anh chị nhà tư mọi người phải vội ha. Thị trường vẫn còn downtrend thì anh chị nhà tư mọi người cứ đi mua cổ phiếu giá đỏ chứ không có đi mua cổ phiếu giá xanh để làm gì nhá, mọi người chú ý điều đó ha, không có gì phải vội vàng. Được chưa, đó là cái góc nhìn của Nghĩa, cứ từ từ mà đi giao dịch anh chị ha. Và thị trường này như vậy nó sẽ phải còn cho anh chị cái đáy hai, thị trường đánh thế này thì thị trường phải có một cái cú chỉnh để tạo đáy hai. Cho nên mọi người cứ kiên nhẫn mà đợi thị trường. Ok.
Rồi nhớ là đừng có kỳ vọng quá cái phiên ngày mai nữa thì đừng tăng anh chị nha. Ngày mai thì đừng mà tăng mạnh mà nhảy vào FTD rồi bùng nổ theo ra rồi là chết anh chị. Rồi chúc mọi người có một ngày mai bình tĩnh ổn định với thị trường, giữ với nhau một cái tâm lý thật sự là tốt và chờ đợi những cái chuẩn bị một cái sự điều chỉnh tiếp theo của thị trường để có thể vào tham gia. Thị trường nó còn nguyên đó, nó không có chạy đi đâu đâu, anh chị đừng lo. Ok cả nhà nhé. Rồi anh chị nhà tư nào mọi người đang xem tới cuối video mọi người, nếu như mà thị trường ngày mai tăng anh chị không mua và chuẩn bị quay trở lại giảm, chị sẵn sàng bắt đáy của nghĩa anh chị, comment chữ sẵn sàng ở trong cái phần comment của video này, hoặc là mọi người đã hiểu được những cái nội dung mà nghĩa đang chia sẻ trong video này, anh chị cũng cho nghĩa xin cái comment số 8 một cái để chúng ta xác nhận với nhau cả anh chị ha. Rồi ID của nghĩa ra tại SSI là 2760. Anh chị nhà đầu tư mọi người có thể chuyển ID về nếu đã có tài khoản SSI, hoặc đã có tài khoản, chưa có thì mở tài khoản, chúng ta sẽ về đồng hành cùng với nhau. Vậy thôi, chúc mọi người một sự ổn định, một giai đoạn đầu tư sắp tới tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.